Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, nhiều anh em trong cái thời gian qua ấy, trong thời gian vừa qua có hỏi mình bảo anh ơi, anh có sẵn dàn bò nào không? Sẵn dàn bò cho tầm 4 mét cõng không? Thật ra những cái dàn sáo to như vậy thì các bạn phải đặt nhá. Ngày hôm nay mình mới thu thập được hai cậu nghệ nhân trẻ này. Chào mọi người đi. Cò. Đấy, toàn các nghệ nhân trẻ thôi. Thì ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một cái dàn bò có sẵn dành cho 4 mét đấy các bạn nhé. Con này thì nó nặng có 8 lạng rưỡi thôi. Đây là một con bò. Đây là một con bò các bạn ạ. Đây mình sẽ dựng đây cho các bạn xem, đâu mình sẽ review các bạn xem. Mình thì là gọi là tín đồ thích chơi bò thì anh em hiểu và anh em biết rồi đúng không? Đây mình sẽ dựng ở đây cho các bạn xem một con bò D60 11 quả các bạn ạ. Bò D60 11 quả full đai đồng mà được bảo hành âm 100% luôn. Đấy. Dàn này thì mới cứng rồi. Dàn này mới cứng luôn. Nhiều anh em hỏi sẵn các thiết là mình đặt sẵn một dàn này về cho các bạn. Tại vì giá thành nó hơi cao cho nên là không thể ôm nhiều cái loại dàn này được. Đấy, dàn này nó gọi là hàng nét rồi. Hàng nét cho nên là mình không ôm được nhiều anh em. Đấy, hôm nay có sẵn dàn như này thì ông nào bổ kết thì inbox Zalo cho tôi đi nhá. Đấy, full đai đồng, đóng đai đàng hoàng. Nghệ nhân đây. Đấy, nghệ nhân chào mọi người cái. Chào mọi người. Đấy, một con bò. Bò này thì nó gọi là nó để mà bảo nó già ấy. Để bảo nó già, nó không phải là già các bạn ạ. Nó già thì là già rồi. Còn nếu mà để bảo phản lực thì nó không phải phản lực, mà cái này nó thuộc dạng nó gọi là gắt anh em ạ. Cái này thì nó gắt rồi. Cho anh em xem miệng á. Đấy. Đây là sếp nó đang chưa được bằng. Sếp chưa được bằng nhá. Đấy, miệng mở rất đều. Cái loại này thì bao gió cho anh em rồi. Loại này thì bao gió cho các bạn nhá. Bao gió luôn, miệng rất to. Nhét các bạn vào trong này cho các bạn xem luôn. Đấy, xời. Thì nói chung là nhiều anh em bảo mình ấy. Nhiều anh em bảo mình bảo là test diều, test sáo thì để cho nó lâu một tí. Để cho nó lâu ở trên trời một tí để mà nghe. Để nghe. Chứ còn bây giờ mà đâm lên mà chạy thì con sáo nào nó cũng kêu. Vâng, đúng rồi. Không nói đúng. Thế nhưng mà bây giờ gió nó không có, nó chỉ đủ cho con diều lên, sáo nó không kêu được. Con diều thì nó còn lập là lờ ở trên trời thì lấy đâu ra mà sáo nó kêu được. Nó chỉ đủ cho con diều nó đứng thôi. Như cái video vừa rồi tôi thấy có ông bảo là test kiểu CC gì mà cứ chạy phát cho lên con nào chả kêu. Thế cho nên là sáo nó không kêu được, tôi chả phải rút ra tôi chạy cho con nghe. Đơn giản như cái ngày hôm nay gió nó không có như thế này. Anh quay mà cho mọi người xem không có gì gió nào như thế này. Tất nhiên là mình phải bỏ ra để mình chạy lấy âm cho anh em nghe đúng không? À, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Gió đẹp thì không tiếc, nói thật với các ông, gió đẹp tôi còn thích cả bỏ mẹ ra chứ còn gì nữa. Nên làm gì đến phải bỏ cho các ông nhá, đúng không? Ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang con này đi test âm cho các bạn nghe thực tế ngay bây giờ luôn. Giá con này thì nó không phải là cao mà nó cũng không phải là thấp. Giá con này nó là đầu 2 anh em ạ, đầu 2 đồng. Đấy, với cái một quả sáo như thế này thì mình thấy là rất xứng đáng trong cái tầm tiền đấy. Bỏ ra ăn tiêu thì bao nhiêu nó cũng hết đúng không các bạn, chứ còn bỏ một lần tiền ra để chơi về lâu về dài thì rất là hợp lý nha anh em nha, bao phá làng phá xóm. Dàn này thì dành cho mấy ông báo xe lớn một tí chứ không phải báo mini như cậu này là báo mini như cậu này là không chơi được. Đấy, báo này là báo thanh niên rồi, báo kiểu báo thanh niên, báo tiền phong. Bây giờ mình và nghệ nhân Toàn sẽ trực tiếp đi test cái con này cho các bạn nghe âm nhá. Ok anh em, đi thôi. Ok anh em ơi, lên xe và đi test thôi. Nào bò vào bên, anh em có nhu cầu mua bò mà cứ gặp mình thì là đúng rồi. Người ta gọi mình mà rồi. Một con nghiện bò, chuyên chơi bò anh em ạ. Anh Toàn anh còn chơi cả đàn bò này. Mình chơi cả đàn trâu. Quá chơi cả đàn trâu luôn rồi. Em sẽ có hai vòng để nghe cái dàn này nhá. Nào, mắc loa đưa tai nghe. Yeah.
vừa test cái tốc độ là 55 km/h anh em ạ. Chưa thấy líp. Vâng. Đưa hết tài nhỉ. Vâng, 55 km/h nhiều quá đấy. Gạt tập xong rồi, có rồi. 55 km/h không líp anh em, tiếp tục nghe tiếp nhá. Nào. Màn anh em ạ, bắt đầu nghe rất khét anh em, lên lên chỗ cây ấy cho nó mát, quay hoặc quay quay lại chỗ cây này cho nó mát được. Nghe khét vãi đạn anh em ơi. Lâu rồi thì mình không được nghe những cái đàn bò mà nó tầm nhỡ như thế này đấy, tầm nhỡ như thế này, tầm 70 thì nó cũng ấy rồi, tầm 70 thì nó cũng lên gọi là bò rất là to mà ra gọi là phản lực rồi anh em ạ. Còn tối à, đây bên này sang bên này. Còn bò 60 như thế này, anh em có thể thấy còn những dàn bò 60 như thế này thì nó không thể nào mà ra phản lực được, chưa thể nào mà ra được. Đối với mình có suy nghĩ là như vậy, mình không biết các bạn là như thế nào. Vừa rồi thì mình cũng có một cái đoạn đường test cho các bạn nghe là 55 cây không líp đúng không anh em? Nói 55 cây không líp thì nhiều anh em có khả năng là sẽ cười, tại vì gió thì không có gió nào gọi là gió 55 rồi, báo toàn báo ảo đây các bạn ạ. À, với lại cái gió 55 cây của cái xe máy này nó khác với lại gió 55 cây ở trời phải không anh? Đúng không? 55 cây này thì chắc nó chỉ vào tầm ba mấy thôi đúng không? Đấy, nó còn phụ thuộc vào sức vươn của con diều nữa. Nhưng mà đại loại thì mình thấy theo như mình đánh giá về cái dàn sáo này ấy, thì là không phải là của mình mà mình khen đâu, mà thực tế thôi, các bạn cũng được nghe đúng không? Thuộc dạng gọi là dễ kêu. Còn líp thì đúng là mình thấy là nó khó líp so với cái tầm gió đấy rồi. Mà anh em chơi đến cái tầm gió đấy là quá là mút chỉ rồi các bạn ạ, đúng không? Đấy, miệng nó to như này cơ mà. Đấy, dàn này thì thích hợp cho bác nào gọi là thả con 4m. Đấy, anh em mà thích chơi bạo lực. Đấy, diều bạo lực thì gặp sáo cũng bạo lực thì đây. Đấy, một con sáo đàn bò full đai đồng, hàng mới cứng nẹt nẹt như này. Nhiều anh em hỏi quá thì cho nên là mình phải sản xuất sẵn ra thì là để cho anh em đỡ mất thời gian. Đấy, bác nào kết mà bốc ngay cái thì anh em sau lại phải đặt, lại phải đợi. Mà những cái hàng nét như thế này thì nói ra rõ với anh em luôn là mình đặt phải tầm một tuần đổ ra thì mới có một cái dàn như này nhá. Có thể là mình cũng có thể làm nhanh cho anh em được. Vâng, có thể làm nhanh cho anh em được. Thế nhưng mà khi mà mình làm nhanh thì cái chất lượng sáo lại không đảm bảo được cho các bạn, phải không anh em? Đấy, mình muốn có một cái sản phẩm tốt thì mình phải cho cái người thợ thời gian, đúng không anh em? Đấy, có thời gian thì mới làm nét, làm đẹp được cho các bạn. Đấy, đai đồng thì nó vẫn là một cái mẫu mà gọi là trường tồn theo thời gian rồi anh em ạ. Mình nghĩ là nó không hết thời đâu, tại vì đồng nó vẫn có một cái gì đấy nó rất là sang các bạn. Đấy, mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau và mỗi người có một cái kiểu suy nghĩ khác nhau và thẩm mỹ khác nhau đấy. Âm thì các bạn cũng đã được nghe rồi, âm thì anh em được test rồi, và hình thức thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì chủ yếu mục đích của cái video ngày hôm nay là mình muốn cho các bạn chiêm ngưỡng một cái dàn sáo gọi là sẵn ở shop mình. Đấy, một dàn sáo sẵn, có sẵn ở shop mình. Mà rất là nhiều anh em hỏi cho diều 4m. Và 4m cõng thì nó bồng bềnh rồi các bạn, thoải mái rồi. Con này thì là 3m8 rồi, đã lên rồi. Đấy, có 8 lạng rưỡi thôi mà, 8 lạng rưỡi. Đấy, thế thôi, tầm rất là dày. Tầm rất là dày luôn anh em ạ. Tầm nó dày như này thì nó đảm bảo cho anh em một cái tiếng nó kêu nó đanh, nó vang. Ok anh em. Thì đấy các bạn ạ, mình cũng đã review hết cho các bạn xem tất tần tật về cái dàn sáo này rồi. Nó không có gió thôi, chứ còn nó có gió thì mình cũng gọi là cho các bạn nghe âm ở trên trời. Nhưng ngày gần nhất thì mình sẽ cho các bạn nghe âm ở trên trời. Con này lên thì đơn giản thôi. Nhà mình nhiều diều cắm loại này lắm. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Giờ thì xin phép chào tạm biệt tất cả các anh em và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em nào cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhá. Bye bye anh em.